thuốc lá là thuốc lá không? Tại nó thở ra mùi thuốc lá. Văn ơi, nhóm chưa đủ nhưng mà tới giờ là thầy bắt đầu các em. Em thấy màn hình không? Rồi, vậy được rồi. Là một nhóm. Rồi hai nhóm. Rồi. Các em nếu mà không thấy rõ thì các em alo dùm thầy nha. Hôm nay thì trình bày kem cái bài tiếp theo là bài rối loạn chức năng hệ thống tạo máu. Đối với bài này thì chúng ta có 3 phần kem: sinh lý bệnh hồng cầu, sinh bệnh bạch cầu và sinh lý bệnh tiểu cầu. Đối với dòng hồng cầu thì chúng ta có hai trạng thái thay đổi về số lượng, một là tăng số lượng hồng cầu, hai là giảm số lượng hồng cầu. Đối với tăng số lượng hồng cầu thì chúng ta có tăng sinh lý, thì chúng ta thường gặp ở những người sống vùng cao và một số bệnh lý đặc biệt, một số trường hợp đặc biệt khác. Còn đối với tăng hồng cầu bệnh lý thì chúng ta thường gặp trong bệnh lý đa hồng cầu. Mà bệnh lý đa hồng cầu thì các em được học kỹ ở bộ môn huyết học. Tại đó thầy ở đây không trình bày, chỉ trình bày các em là giảm số lượng hồng cầu. Về số lượng cầu giảm thì chúng ta được gọi là bệnh thiếu máu. Giảm số lượng cầu rất đơn giản thôi, các em chỉ cần cầm phiếu xét nghiệm, nhìn vào số lượng cầu thấy thấp hơn bình thường là chúng ta cho là giảm. Tại đó chúng ta gọi là giảm số lượng cầu. Hay là bệnh thiếu máu là một cái bệnh mà số lượng cầu giảm. Mà số lượng cầu giảm đây thì các em đã ngầm hiểu rồi, đó là số lượng cầu ở trong máu ngoại ngoại vi. Nhưng mà về phương diện bệnh học, để chúng ta là bác sĩ để chẩn đoán đó, thì bên phương diện bệnh học người ta lại nhấn mạnh kỹ hơn. Bởi vì hemoglobin nằm trong tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy và CO2. Do đó về phương diện bệnh học, định nghĩa bệnh thiếu máu là tình trạng giảm dưới mức bình thường tổng lượng hemoglobin chức năng lưu thông trong tuần hoàn. Thay vì là giảm số lượng cầu thì bây giờ lại là giảm cái lượng hemoglobin. Ở đây nhấn mạnh là hemoglobin chức năng, có nghĩa là hemoglobin vẫn còn chức năng vận chuyển oxy và CO2. Và ở đây cứ nhấn thêm cái nữa là lưu thông trong tuần hoàn, để chúng ta phân biệt được dưới trường hợp tế bào hồng cầu đang kẹt ở lách, hồng cầu già đang kẹt ở lách để mà chết. Thành ra hồng cầu mang hemoglobin đang vận chuyển oxy và CO2, đang gắn oxy CO2 đang lưu thông trong máu, để chúng ta tránh cái trường hợp hồng cầu vỡ phóng hemoglobin ra ngoài. Thì hemoglobin này nằm ở trong máu của chúng ta thì hemoglobin này không có chức năng vận chuyển oxy và CO2. Vì vậy định nghĩa này được hình thành. Thì nó tóm lại là khi các em hiểu là khi có thiếu máu thì có giảm về hồng cầu mà nó chứa hemoglobin đang hoạt động ở trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà đơn giản nhất ở lâm sàng các em chỉ nhớ dùng thầy, bệnh thiếu máu là bệnh mà số lượng cầu giảm, vậy là xong. Và người ta đánh giá bệnh thiếu máu dựa vào chỉ số nhiễm sắc, bởi vì hemoglobin là quyết định chức năng hồng cầu. Thành ra ở đây người ta đánh giá chỉ số nhiễm sắc dựa vào hemoglobin người bệnh chia hồng cầu người bệnh, sau đó tất cả đem chia hemoglobin người bình thường trên hồng cầu người bình thường. Thì giống như chúng ta so sánh nồng độ hemoglobin người bệnh với nồng độ hemoglobin người bình thường để xem nó có tăng hay giảm hay là bình thường. Nếu bệnh nhân bị thiếu máu mà chỉ số nhiễm sắc nó nằm trong giới hạn 0,85 đến 1,15 thì chúng ta kết luận là thiếu máu đẳng sắc. Còn nếu mà nhỏ hơn 0,85 có nghĩa là cái lượng hemoglobin người bệnh thấp, là chúng ta kết luận là thiếu máu nhược sắc. Và nếu mà trên 1,15 lượng hemoglobin của người bệnh cao thì đã chúng ta kết luận là thiếu máu u sắc. Nhưng vì cái lượng hemoglobin của người bình thường là hồng cầu người bình thường nó có con số dao động khoảng trung bình, thành ra khi mà chúng ta chia ra thì kết quả nó không chính xác lắm, do đó nó dễ dẫn đến sai sót. Cho nên các nhà học người ta sản xuất các máy huyết học để giúp chúng ta có những cái công thức tính chính xác. Ví dụ như chúng ta có máy huyết học tạo ra chúng ta công thức MCH. MCH tức là đánh giá nồng độ hemoglobin trung bình trong tế bào hồng cầu. Lúc này công thức của chúng ta có hemoglobin chia hồng cầu, đây là hai con số thật. Thành ra máy nó đo được, máy đếm được, thành ra khi chia ra rất là chính xác. Và công thức này được máy bắt chúng ta nhân 10, kết quả ra 27 đến 32 picogram. Nếu mà nằm trong giới hạn MCH 27 32 picogram, chúng ta kết luận là thiếu máu đẳng sắc.
Nếu mà nhỏ 27 picogram thì chúng ta cái lượng thiếu máu nhược sắc, và trên 32 picogram chúng ta cái lượng là thiếu máu u sắc. Sang công thức thứ hai, máy cũng chạy ra cho chúng ta, chúng ta không cần tính toán. Có lẽ MCHC cũng là đo nồng độ hemoglobin trung bình trong tế bào hồng cầu. Lúc này người ta lấy cái chỉ số trên tử số là hemoglobin và chỉ số mẫu số là hematocrit, và sau khi chia ra nhân 100, kết quả thu được 30 đến 35 gram trên decilit. Kết quả này nếu như nằm trong giới hạn 30-35 gram trên decilit, chúng ta kết luận là MHC này là trường hợp bệnh nhân thiếu máu, đây là thiếu máu đặc sắc. Nếu mà nhỏ hơn 30 gram trên gram trên decilit thì chúng ta kết luận thiếu máu nhược sắc. Công thức MCHC không tính được thiếu máu u sắc. Đó là chúng ta xác định các trường hợp bệnh lý thiếu máu đặc sắc, u sắc và nhược sắc. Bây giờ chúng ta sang cái tình huống công thức thứ hai là để xác định thể tích hồng cầu bình thường to hay nhỏ, thì chúng ta có công thức MCV cũng máy chạy ra, chúng ta không cần tính toán gì cả. Công thức nó có hematocrit chia cho hồng cầu và máy bắt nhân 10, chúng ta thu được kết quả là 80-105 femtolit. Hồi nãy bên kia chúng ta có công thức là picogram, mỗi một picogram bằng 10 lít trừ 12 gram. Còn công thức này là chúng ta tính đơn vị là femtolit, thì mỗi một femtolit thì nó bằng 10 lít trừ 15 lít. Nếu như công thức MCV chúng ta tính ra nó bằng 80-105 thì chúng ta kết luận là thiếu máu hồng cầu bình thường. Đó, hồng cầu có kích thước bình thường. Nếu nhỏ hơn 80 chúng ta kết luận là thiếu máu hồng cầu nhỏ, và trên 105 femtolit chúng ta kết luận thiếu máu hồng cầu lớn. Thì đó là các chỉ số máy học chạy ra cho chúng ta để chúng ta đánh giá cái kích thước hay là thể tích, và chúng ta đánh giá cái lượng hemoglobin trong tế bào hồng cầu. Về phân loại thiếu máu thì chúng ta có 3 loại. Thứ nhất là loại thiếu máu xuất huyết. Thiếu máu xuất huyết tức là tình trạng thiếu máu do vỡ mạch máu, tổn thương mạch máu đó các em, hồng cầu thoát ra ngoài gọi là xuất huyết. Thứ hai là thiếu máu tán huyết. Mạch máu vẫn bình thường nhưng hồng cầu vỡ trong lòng mạch, chúng ta gọi là thiếu máu tán huyết. Và thứ ba, chúng ta có thiếu máu do giảm sản sinh hồng cầu của tủy xương. Vì lần lượt thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại một. Thứ nhất là thiếu máu xuất huyết. Thiếu máu xuất huyết chúng ta có hai dạng: xuất huyết cấp và xuất huyết mãn. Xuất huyết cấp thông thường chúng ta hay gặp là do chấn thương, làm tổn thương mạch máu, ví dụ như tai nạn giao thông, gãy xương, rồi gãy xương đó nó sẽ làm cho đứt mạch máu, nó làm mạch máu thoát ra ngoài. Còn hoặc là do xuất huyết tiêu quá nhiều, thường gặp trong vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hay là trường hợp vỡ ổ loét lớn ở trong dạ dày. Và chúng ta thu được đặc điểm của thiếu máu xuất huyết cấp là thiếu máu đẳng sắc và đẳng bào. Tại sao chúng ta tính được thiếu máu đẳng sắc và đẳng bào thì các em xem trở lại công thức MCH. Khi hồng cầu, khi mà mạch máu chúng ta bị tổn thương, máu thoát ra ngoài, thì hãy mất một tế bào hồng cầu thì mẫu số của chúng ta sẽ giảm xuống. Mà máu chảy ra ngoài, chúng ta mất rất nhiều tế bào hồng cầu thì mẫu số chúng ta sẽ giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà mỗi tế bào hồng cầu khi bị mất đi, nó kèm theo một lượng hemoglobin tương ứng. Do đó mất nhiều tế bào hồng cầu thì cũng nhiều lượng hemoglobin mất theo. Do đó khi chúng ta chia hemoglobin cho hồng cầu với sự mất song hành, với sự mất hồng cầu, mất hemoglobin song hành, với là giảm hemoglobin và giảm hồng cầu song hành với nhau. Do đó khi chia ra thì cái kết quả không thay đổi, nó vẫn là 27-32 picogram, và lúc này chúng ta kết luận là thiếu máu đẳng sắc. Và tương tự như vậy cho chúng ta tính cho thiếu máu đẳng bào. Chuyển sang thiếu máu xuất huyết mạng. Thiếu máu xuất huyết mạng chúng ta thường gặp trong nguyên nhân là trĩ song kinh song huyết hay là nhiễm dung mốc. Thì các em biết là nhiễm dung mốc, ví dụ thầy trò chúng ta có biết chúng ta nhiễm dung mốc đâu, chỉ khi nào đi làm xét nghiệm chúng ta mới biết mình bị nhiễm dung mốc. Còn trĩ thì là lứa tuổi sinh viên hay các thầy cô giáo hay các cán bộ công chức mà ngồi nhiều đứng nhiều, nó thì rất dễ bị trĩ, cũng không quan tâm nhiều, không cần điều trị nhiều, không để bỏ qua. Rồi rong kinh rong huyết ở phụ nữ nông thôn chúng ta cũng vậy. Đây một số các nguyên nhân thường gặp gây nên thiếu máu xuất huyết mãn cho chúng ta bỏ qua, không có điều trị tích cực hoặc không điều trị luôn. Thì lâu ngày dài tháng đến một lúc nào đó thì người bệnh nhân chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu nhược sắc, hồng cầu nhỏ, tủy tăng sinh hồng cầu. Và lúc này hồng cầu đã hình dạng đa màu sắc, đa cửa khổ hồng cầu còn nhân, tới đưa cả hồng cầu non ra ngoài để bù đắp. Và một cái minh chứng là sắc huyết thanh đang giảm, tức là cái nguồn cung cấp để mà tạo ra cái chất lượng hồng cầu của chúng ta giảm đi, tạo hemoglobin giảm đi, mà minh chứng đó là sắc huyết thanh đang giảm.
Mà sở dĩ chúng ta có thiếu máu nhiều sắc là do, bây giờ chúng ta trở lại công thức kem, mặc dù là nguyên nhân trĩ hay là nhiễm trùng mốc hay là rung kinh sang huyết thì mới bắt đầu mất máu đầu tiên, thì chúng ta có hồng cầu nó giảm, hồng cầu thoát ra là giảm đó. Vỡ mạch máu ra thì hồng cầu giảm liền, lúc đó hemoglobin cũng giảm theo tương ứng. Mà nếu ngay thời điểm mới mất máu thì chúng ta lại rơi vào tình trạng mất máu cấp đó, và chúng ta có là thiếu máu đặc sắc. Nhưng đây là tình trạng mất máu mãn, nó sẽ kéo dài vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm đó. Mà khi chúng ta học rồi trong sinh lý, khi mà hồng cầu chúng ta bị giảm đó, vì lý do nào đó chúng ta hay chúng ta bị thiếu máu, thì thiếu máu do lý do nào đó thì tủy xương chúng ta sau 48 đến 72 giờ bắt đầu sẽ tăng sinh, sản sinh hồng cầu rất là nhiều. Và sự tăng sinh này do sự kích hoạt của nội tiết tố erythropoietin được tiết ra để kích hoạt tủy xương tăng sinh hồng cầu. Như vậy ngay thời điểm này thì tủy xương tăng sinh hồng cầu, cho hồng cầu số lượng mẫu số sẽ tăng lên. Nhưng tăng sinh hồng cầu thì có tăng sinh nhưng mà hồng cầu lại tiếp tục vỡ, bởi vì cái nguyên nhân gây mất máu vẫn tiếp diễn. Do đó sự tăng sinh này nó không bù đắp được để đưa hồng cầu trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy mà bệnh nhân chúng ta vẫn còn là thiếu máu do nguyên nhân không giải quyết được. Đó, chúng ta chưa giải quyết nguyên nhân. Đó, vì vậy mà mẫu số của bệnh nhân lại có khuynh hướng tăng lên một chút, chứ không còn giảm song hành với sự giảm của hemoglobin. Bởi vì hemoglobin của bệnh nhân này, bởi vì không điều trị, do đó bệnh nhân không có ăn uống, không có đưa thuốc vào để hỗ trợ cho sự tăng tổng hợp hemoglobin, tăng sinh hemoglobin vân vân. Đó, thành ra cuối cùng tử số giảm càng lúc càng nhiều và nó giảm sâu xuống, trong khi mẫu số hồng cầu được tăng lên chút chút. Do đó sự giảm và sự tăng này không song hành. Vì vậy khi chúng ta nhân cho 10 tính ra công thức thì chúng ta thu được kết quả sẽ nhỏ hơn 27 picogram. Mà nhỏ hơn 27 picogram chúng ta kết luận thiếu máu nhược, nhược sắc. À, còn về hồng cầu nhỏ thì các em biết trong quá trình phân bào từ tiền nguyên hồng cầu mà dài tới hồng cầu trưởng thành, thì quá trình phân bào này nó có quy định là sẽ ngưng phân bào khi lượng hemoglobin trong tế bào hồng cầu đạt được tỷ lệ 1/3. Phải có lần ngưng phân bào, và thường chúng ta ngưng phân bào ở ngay hồng cầu lưới và đẩy ra máu ngoại vi. Nhưng bây giờ do cái lượng hemoglobin của người bệnh nhân này đang giảm rất là nhiều, vì vậy mà khi phân bào tới hồng cầu lưới rồi vẫn chưa đạt được tỷ lệ 1/3, mà không đạt được tỷ lệ 1/3 thì tủy xương không đẩy ra máu ngoại vi, lại tiếp tục cho phân bào nữa. Mà kích thước của hồng cầu lưới ở trong tủy xương lúc phân bào xong thì thu được kết quả là 7,5 μm. Rồi nhưng mà như bây giờ do lượng hemoglobin thấp, không đủ 1/3 trong tế bào hồng cầu của hồng cầu lưới, cho nên tới đây vẫn chưa được ngưng phân bào và tiếp tục xé làm hai nữa. Mà khi tế bào hồng cầu chúng ta xé làm hai nữa thì mới đảm bảo được hy vọng lượng hemoglobin nó đạt được tỷ lệ 1/3 trong tế bào hồng cầu, lúc đó hồng cầu nó mới ngưng phân bào. Nhưng mà xé làm hai rồi thì từ 7,5 μm xé làm hai, do đó hồng cầu thu được hồng cầu nhỏ. Vì vậy đặc điểm của bệnh nhân thiếu máu xuất huyết mạng là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc. Rồi chúng ta chuyển sang thiếu máu tán huyết. Thiếu máu tán huyết thì do hồng cầu nó, chúng ta có hai trạng thái: một, thiếu máu tán huyết do hồng cầu bị bệnh, và thứ hai là thiếu máu tán huyết do các tác nhân bên ngoài tác động vào tế bào hồng cầu. Giờ chúng ta bàn vào trường hợp thứ nhất là thiếu máu tán huyết do hồng cầu bị bệnh, thì chúng ta có thứ nhất là bệnh lý mài hồng cầu. Đối với bệnh lý mài hồng cầu thì chúng thầy trình bày kèm hai cái ví dụ: một là bệnh hồng cầu hình cầu, hai là bệnh hemoglobin niệu về đêm. Bệnh hồng cầu hình cầu là một cái bệnh do loạn nhiễm sắc thể trên bệnh nhân. Đây là một dạng bệnh cũng rất ít gặp. Chúng ta có đặc điểm đây hồng cầu bệnh nhân hồng cầu trái banh, thể tích bình thường như đường kính nhỏ và dễ vỡ. Bình thường hình đi lớn hai mặt, bây giờ nó lại phình tròn ra như trái banh. Mà tròn trái banh thì sức căng bề mặt rất lớn, do đó nó rất dễ vỡ khi nó va chạm vào trong lòng mạch. Về cơ chế, người ta nhận thấy rằng lớp phospholipid mà hồng cầu dễ thấm với dòng natri. Mà cái biết là natri bình thường nó muốn vào tế bào hồng cầu thì nó phải đi qua cái kênh dành riêng cho natri và kali trên mạng tế bào hồng cầu. Mà cái kênh này thì lại có sự kiểm soát của bơm natri, cho phép nó vào thì mới được vào, còn không cho phép thì không được vào. Mà kênh này hoạt động cần có năng lượng là ATP.
Nhưng lúc này cái phospholipid màng của tế bào hồng cầu nó lại cho natri qua một cách dễ dàng. À, mà cho qua dễ dàng như vậy thì khi nó vào nhiều, nó làm cho môi trường trong tế bào hồng cầu trở thành môi trường ưu trương. Mà ưu trương rồi à, thì sẽ kéo nước ở trong lòng mạch vào tế bào hồng cầu nhiều hơn, thành ra làm cho nước vào càng nhiều, làm cho hình dạng đĩa lỗ mang mạc nó phình tròn dài 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 bự 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 ra như trái banh. Đó, từ đó lý do tại sao tạo ra hồng cầu hình trái banh. Và một cái điểm nhấn ở đây là gì các? Tại sao bây giờ natri lại vào được mà bình thường thì không vào được mà phải qua sự kiểm soát? Thì có nghĩa là ngay từ điểm này sự kiểm soát của bơm natri không có nữa, mà sự kiểm soát bơm natri không có nữa nghĩa là bơm natri này bị thiếu năng lượng để hoạt động. Và theo cơ chế người ta tìm hiểu được, người ta nhận thấy rằng lúc này có sự tác động qua lại bất thường giữa rổ tim màng với ATP và ion canxi trên người bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình cầu. À, thành ra nó lấy ATP xuống nó làm cái tương tác màng, rổ tim màng và canxi, do đó không có ATP mà để hoạt động bơm natri. À, và sự tương tác màng này nó làm cho màng hồng cầu bị nhám đi, mà màng hồng cầu nó vừa nhám mà lại vừa căng ra, sức căng bề mặt như thế này đó, thì nó làm cho hồng cầu di chuyển trong lòng mạch rất là dễ vỡ kia. À, một ví dụ thứ hai là bệnh hemoglobin niệu về đêm. À, đặc điểm của bệnh này là thiếu máu do vỡ hồng cầu kéo dài. À, và à, chúng ta nhận thấy rằng hemoglobin sau khi hồng cầu vỡ nó sẽ được theo dòng máu đến màng lọc cầu thận. Hemoglobin qua được màng lọc cầu thận và nó theo dòng máu, theo cái hệ thống lọc của thận chúng ta, nó đẩy xuống bàng quang. À, tại bàng quang thì hemoglobin chúng ta lần lượt sẽ đưa ra nước, nước tiểu. Như vậy hemoglobin ở trong nước tiểu của người bệnh nhân của chúng ta có màu gì hả lớp trưởng? Lớp trưởng ơi. Dạ em nghe. Hemoglobin có màu gì em ở trong nước tiểu? Dạ màu xá xị, màu đỏ. Màu xá, xá xị, chính xác, đúng rồi đó. Nó có màu xá xị, nhưng mà tại sao có màu xá xị? Dạ do huyết sắc tố. Không phải. À, do sắc. Ví dụ sắc, như sắc. Hả? Do sắc đúng không thầy? Ừ, do sắc sao? Nói tiếp. À, dạ là do sắc nó bị oxy hóa thành sắc 3 cho nên là nước tiểu nó có màu xá xị. Bị oxy hóa ở đâu? Cái này em không nhớ. Không nhớ. Em nhìn vào cơ chế thầy trình bày trên slide nè. Suy nghĩ coi, oxy hóa đâu? Ở màng lọc cầu thận. Ở màng lọc cầu thận, không phải, nhích xuống chút xíu. Oxy hóa tại bàng. Bàng quang. Có nghĩa là sau khi lọc nước tiểu đưa xuống tới bàng quang, thì tại bàng quang nước tiểu phải lắng động lại một thời gian, đợi đủ lượng nước tiểu mới kích thích mở cổ cơ phòng bàng quang. Đó, lúc đó mới tạo ra sự mất tiểu và đi tiểu. Thì trong thời gian nó lắng động tại bàng quang cũng là lúc nó bị oxy hóa, giống như em trình bày. Đó, thì ra sự lắng động tại bàng quang với cái chuyện oxy hóa diễn ra tại bàng quang làm cho hemoglobin chúng ta từ màu hồng chuyển sang màu xá, xá xị. Rồi về mặt cơ chế người ta nhận thấy rằng về đêm hô hấp nó giảm. Và tại sao không? Mà về đêm giảm thì lấy ví dụ như giờ các em đi học, các em cười, các em giỡn, các em nói, các em chạy tới chạy lui, đó, đi lên đi xuống cầu thang, rồi tranh nhau vào thang về vào thang máy, đó. Rồi các em thấy mỗi động tác chúng ta, mỗi cử động chúng ta đều cần phải có năng lượng, mà cũng muốn năng lượng thì chúng ta phải tăng hô hấp để tạo năng lượng hoạt động. Đó, nhịp thở chúng ta sẽ tăng lên. Nhưng khi các em ngủ, ngã xuống, đó, nhắm mắt lại ngủ, ngáy khò khò như vậy thì sao? Lúc này hít vào, thở ra rất là đều đặn. Lúc này chỉ có sự điều khiển của trung tâm hấp một cách chủ động để hít vào và thở ra để đảm bảo duy trì cuộc sống của một động vật, trong đó có con người chúng ta. Thành ra hô hấp ban đêm, oxy vào sẽ ít hơn, CO2 thải ra cũng ít hơn. Nó làm cho pH máu của chúng ta đang là trung tính,
nó giảm từ từ xuống. Các em nhớ như thầy, nó giảm từ từ xuống chứ chưa rơi vào nhiễm nhiễm toan, nó chưa nhiễm toan mới giảm xuống thôi. Mà khi nó bắt đầu giảm xuống, mà nó giảm trên người bị rối loạn nhiễm sắc thể gây ra cái bệnh hemoglobin niệu về đêm này, thì lạ lùng thay khi ban đêm pH vừa giảm xuống một chút đó, thì hồng cầu của người bệnh nhân này lại rất nhạy cảm với bổ thể. Cũng như đem xuống hồng cầu, nó nói: anh bổ thể ơi, anh đến hôn em miếng coi đó. Thì bổ thể nghe kêu hôn mừng quá, nhạo lại hôn hồng cầu một cái phạp đó. Nhưng mà đâu ngờ rằng bổ thể chính là sát sát thủ. Sau này về bổ thể cô Long sẽ trình bày cho em. Nó nhào lại nó hung hồng cầu, hung hồng cầu xong mần thịt hồng cầu luôn, giết hồng cầu tiêu luôn, chết luôn, tức là ly giải màng hồng hồng cầu. Nó hồng cầu chúng ta bị vỡ, mà vỡ hồng cầu thì phóng ra hemoglobin gây ra bệnh thiếu máu tái tan nguyệt. Vì vậy mà bệnh này gọi là bệnh vỡ cầu vào ban đêm, đó là hemoglobin niệu về đêm, và chuyện chỉ xảy ra trong đêm mà thôi. Rồi chúng ta sang một trạng thái thứ hai, là bệnh lý hemoglobin mà chúng ta vừa bàn là bệnh lý của màng hồng cầu, vừa sang bệnh lý bên trong hồng màng cầu, đó là trong cầu đó, tức là bàn về hemoglobin. Thì hemoglobin của thầy trò chúng ta là hemoglobin A, thực ra là A1, gồm có hai alpha và hai beta. Để tạo được hemoglobin A1 này, hemoglobin A này, thì chúng ta cần hai cái gen, gen điều hòa và gen cấu trúc. Và bây giờ khi bệnh lý hemoglobin thì chúng ta có rối loạn gen điều hòa lẫn rối loạn gen cấu trúc. Về rối loạn gen cấu trúc thì trình bày các một ví dụ thôi, đó là bệnh hồng cầu hình liềm hemoglobin S, có rất nhiều rối loạn gen cấu trúc. Còn rối loạn gen điều hòa thì chúng ta có hai dạng bệnh lý, một là bệnh beta thalassemi và hai là bệnh alpha thalassemi. Và chúng ta tìm hiểu về bệnh beta thalassemi. Bệnh này có 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là người bệnh nhân mang trong mình hemoglobin F, 2 alpha và 2 gamma. Rồi, nhưng mà trường hợp này là bệnh nhân bị rối loạn gen điều hòa sinh tổng hợp chuỗi beta. Vì vậy mà em bé nó được sinh ra thì bắt đầu hình thành quá trình ức chế dần sinh tổng hợp chuỗi gamma. Để thay vào đó, bắt đầu hình thành và tăng sinh tổng hợp chuỗi beta hoặc là tăng sinh tổng hợp chuỗi delta để tạo ra hemoglobin A1 hay hemoglobin A hoặc là hemoglobin A2 đó, để cho người bình thường chúng ta tồn tại. Nhưng bây giờ đây là rối loạn gen điều hòa sinh tổng hợp chuỗi beta. Do đó nếu như là không sinh được tí nào chuỗi beta, tức là beta 0 đó, còn hoặc là có sinh được chút chuỗi beta, tức là beta dương, dù là beta 0 hay beta dương thì cái lượng beta rất là ít. Beta 0 thì không có, beta dương thì có rất là ít. Vì vậy mà lúc này sự sinh tổng hợp chuỗi gamma lại vẫn tiếp diễn khi em bé sau khi sinh ra xong. Nó thành ra cũng sinh tổng hợp chuỗi gamma, và từ chỗ sinh học chuỗi gamma đó tạo ra rất nhiều hemoglobin F. Vì vậy mà người bệnh nhân bị bệnh beta thalassemi có chứa rất nhiều hemoglobin F trong máu sau chạy điện di miễn dịch. Thành ra chúng ta thu được hemoglobin F trên bệnh nhân rất nhiều. Bên cạnh đó có một ít hemoglobin A, một ít hemoglobin A2 và một ít hemoglobin, chúng ta còn có một ít hemoglobin khác kèm theo nữa. Thì khi học điện di miễn dịch thì cô Mỹ sẽ trình bày kèm kỹ hơn phần này. Và một đặc điểm thứ hai là chúng ta có hội chứng Mông Cổ. Hội chứng Mông Cổ thì tác giả họ nghiên cứu về bệnh beta thalassemi, cái thời phát minh ra bệnh beta thalassemi, người ta nhận thấy rằng tại sao tất cả người bệnh nhân bị bệnh này lại có cái đầu rất là to. Cái đầu rất là to, tức là cái sọ rất là lớn nè, gò má vô cao lên, có mắt sớt. Thành ra người ta thấy sao giống hệt như người Mông Cổ bộ lạc xưa, thành ra người ta đặt tên là hội chứng Mông Cổ. Bên cạnh hội chứng Mông Cổ thì người bệnh nhân có kèm theo gan to. Cơ chế gan to được hình thành như thế này kem. Khi hồng cầu vỡ phóng hemoglobin, thì phóng hemoglobin ra thì hemoglobin nó tách làm hai là globin và hem. Và hem được tách ra cho ra sắt 2 cộng và cho ra nhân bột furin. Và nhân bột furin là một gốc hóa học không thể tồn tại trong máu. Vì vậy mà nhân bột furin được cơ thể chúng ta được đưa về gan.
và tại gan, nhưng bilirubin được tổng hợp thành bilirubin. Mà các em biết là từ từ cái chỗ mà tổng hợp ra bilirubin ở trên bệnh nhân bị vỡ hồng cầu, do đó khi chúng ta khám người bệnh nhân mà chúng ta thấy bệnh nhân có vàng da, vàng mắt, nhưng mà chúng ta không tìm được những cái triệu chứng nào về của gan cả, mà kem thèm kem thấy đó bệnh nhân lại có một tình trạng bệnh lý là thiếu máu, thì chúng ta phải nghĩ ngay rằng sự vàng da này là do hồng cầu vỡ mà tạo ra, tức là hồng cầu vỡ hay là thiếu máu tán huyết sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý là vàng da. Mà khi trong bệnh beta thalassemia hồng cầu nó vỡ rất nhiều kem, mà vỡ rất nhiều như vậy thì nhân porphyrin được đào thải ra cũng rất là nhiều, mà càng nhiều nhân porphyrin đào thải ra thì gan của chúng ta phải tăng cường chuyển hóa thành bilirubin. Mà mỗi tế bào gan càng tăng cường chuyển hóa thì mỗi tế bào gan nó càng phì đại, mà nó càng phì đại mà nhiều tế bào gan càng phì đại thì nó hợp lại thì tổng các tế bào gan trong gan đều phì đại, do đó dẫn đến gan của bệnh nhân sẽ to ra. Đó là cơ chế tạo ra gan to trong bệnh beta thalassemia. Một đặc điểm thứ ba là hồng cầu hình bia. Người ta nhận thấy rằng thay vì ở chính giữa của mỗi tế bào hồng cầu nó lõm xuống tạo ra cái đĩa lõm hai mặt, nhưng mà bây giờ ở ngay cái phần giữa lõm đó nó lại lồi lên hai cái cục lồi giữa hai bên, mà lồi ít thôi, nó thành lượng hemoglobin nó lại dồn vào hai cái phần lồi của cái đĩa lõm đó. Do đó khi chúng ta ép trên lăng kính chúng ta thu được cái hình nó giống như hình cái bia bắn như thế này, kem nó chính giữa nó có cái chấm hồng cầu sau khi nhuộm đó tạo ra dạng giống như bia bắn đó. Đây chúng ta có đây hồng cầu hình bia, đây nó rất là rõ. Khi các em thực tập trên kính hiển vi các em sẽ thấy rất là rõ. Một cái dạng rối loạn tiếp theo là rối loạn alpha, sẽ điều hòa sinh tổng hợp chủ alpha, chúng ta thu được bệnh alpha thalassemia. Thì các em biết là trong bào thai em bé nó là hemoglobin F2 alpha 2 gamma, nhưng do rối loạn gen điều hòa sinh tổng hợp chủ alpha cho nên chúng ta có tình huống thứ nhất là nếu không sinh được tiết nào chủ alpha, mà không sinh được tiết nào chủ alpha tức là chúng ta không có alpha nằm đây, hay alpha nằm đây, chúng ta chỉ còn cuối cùng là chủ gamma thôi. Thành ra muốn tạo được hemoglobin thì bốn chủ gamma này phải trùng hợp lại với nhau theo quy định, và tác giả phát minh ra bệnh nhân này đặt cái tên hemoglobin là hemoglobin 3, tức là gồm có bốn chuỗi gamma. Mà em bé mà mang hemoglobin 3 thì đa số là chết trong bào thai, gọi là thai chết, chết luôn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài bé được sinh ra bé sống được vài ngày mà rồi em bé nó cũng mất đi, cũng chết đi. Có nghĩa là hemoglobin 3 không đảm bảo cái sự vận chuyển oxy và CO2 cho em bé ở trong cuộc sống trên trái đất này, nó thành ra em bé cũng lần lượt chết đi. Trường hợp thứ hai là có sinh ra chút chút hay sinh ra một ít alpha, mà sinh ra một ít alpha thì có nghĩa là có alpha thì sẽ tạo được hemoglobin F sau kết hợp với 2 gamma, thành ra em bé vẫn có được hemoglobin F trong bào thai và em bé vẫn sống bình thường trong bụng mẹ, tức là thai bình thường. Rồi sau đó em bé được sinh ra, mà em bé được sinh ra vì chỉ có ít alpha thôi, do đó sẽ tạo ra một ít hemoglobin A, 2 alpha, 2 beta, và một ít hemoglobin A2, tức là 2 alpha, 2 delta, một ít thôi. Do đó cái phần còn thừa lại beta không kết hợp được với alpha, nó sẽ tự trùng hợp lại với nhau, tạo ra 4 beta để tạo ra một hemoglobin, tác giả đặt tên là hemoglobin H. Vì vậy khi mà bệnh nhân chúng ta mà xét nghiệm máu, không phải điện di miễn dịch, mà chúng ta phát hiện được hemoglobin H thì chúng ta chẩn đoán ngay đó là bệnh alpha thalassemia. Thật ra khi thi kem chú ý dùm thầy, nếu mà lời dẫn là hemoglobin H thì chúng ta chọn liền đó là bệnh alpha thalassemia. Nếu lời dẫn là hemoglobin F thì chúng ta chọn bệnh beta thalassemia. Đó thì hai cái đặc điểm cực kỳ quan trọng là như vậy. Rồi chúng ta sang rối loạn gen cấu trúc, thì thầy có ví dụ là bệnh hồng cầu hình liềm. Và rối loạn gen cấu trúc là do đột biến hoặc sao chép nhằm làm thay đổi vị trí axit amin trong cấu trúc bậc 1. Bình thường thì ở cái chuỗi beta, bình thường ở chuỗi beta đây của hemoglobin A
Ở vị trí số 6, nó là bộ ba mã hóa GAA. Tức là ở vị trí số 6 của chuỗi bota beta của hemoglobin A là bộ ba mã hóa GAA, được đặt tên là glutamine. Nhưng do đột biến hoặc sao chép nhầm thì adenine này nó lại chuyển thành uracil. Đó, thành ra lúc này ở bộ ba, ở vị trí số 6 này, nó lại đổi tên không còn là adenine nữa là uracil, mà 6 bộ ba GUA không được mang tên glutamine mà đổi thành valine. Khi ở vị trí số 6 chủ beta là GUA thì không còn được gọi là hemoglobin A nữa mà phải chuyển tên là hemoglobin S, do tác giả đã phát minh ra cái sự đột biến này. Hemoglobin S thì không đảm bảo sự vận chuyển oxy và CO2 trong cơ thể của người bệnh nhân. Vì vậy mà người bệnh nhân rơi vào tình trạng thiếu oxy, mà rơi vào tình trạng thiếu oxy thì hồng cầu bệnh nhân lại chuyển thành hồng cầu hình liềm, hình lưỡi liềm kia, mà lưỡi liềm này nó sẽ sọt lưỡi liềm kia, nó tạo cho hiện tượng rất là dễ vỡ. Bên cạnh đó, bên cạnh vỡ thì nó còn lại làm một nùi hồng cầu quẩn lại với nhau. Nếu đi trong lòng mạch thì không sao, nhưng rơi đi vào các mao mạch nó sẽ vướng lại, nó gây tắc mạch và hoại tử. Thì đó là thầy lấy một cái ví dụ về hemoglobin S để minh họa cho các em trong cái bệnh rối loạn gen cấu trúc. Rồi chúng ta sang trường thứ ba là thiếu enzyme. Thiếu enzyme là trình bày kem hai phần, một là thiếu enzyme G6PD và hai là thiếu enzyme pyruvate kinase. Đối với enzyme G6PD thì bình thường enzyme này khi bị thiếu thì không vỡ hồng cầu và vỡ rất ít, vì trong máu chúng ta có hệ thống cửa NAD+2 khử được. Nó thành ra chống chọi lại tình trạng oxy hóa, thành ra không vỡ hồng cầu. Bởi vì càng thiếu enzyme này thì tình trạng oxy hóa trong máu càng cao. Đó. Nhưng mà nó thiếu ít thôi, vận động nó có thiếu thôi, nhưng hồng cầu nó vỡ ít thôi, bởi hệ thống này chịu đựng được. Với tình trạng thiếu này, oxy hóa tăng cao này, hệ thống tử này khử được, tốt, có chuyện không sao. Nhưng nếu người bệnh nhân đang thiếu enzyme G6PD, đang bị tình trạng tăng oxy hóa trong máu này, nó đang nhờ hệ thống khử này đã khử rồi, nó sử dụng khử dùng. Đó, thì bây giờ bệnh nhân mà thiếu enzyme mà lại uống thuốc điều trị sốt rét, hoặc người bệnh nhân uống các thuốc Sylvamid để điều trị bệnh của bệnh nhân, thì lúc này thuốc điều trị sốt rét và thuốc Sylvamid này nó làm cho tình trạng oxy hóa trong máu càng lúc càng cao, mà càng cao này vượt quá hệ thống khử NADPH2, thì không khử hết nổi, không khử nổi thì oxy hóa càng càng tồn tại trong máu, do đó làm cho hemoglobin của người bệnh nhân này biến tích thành thể hem, không hòa tan và gắn vào mặt trong của tế bào hồng cầu, làm cho hồng cầu chúng ta trong lúc di chuyển nó sẽ có hiện tượng lệch trục, và bắt đầu cái trọng lực nó dồn vào ngay cái vị trí mà hem bám vào, thành ra cái phần còn lại nó quạt qua quạt lại và nó va chạm vào nhau, giống như chúng ta cầm cái quạt chúng ta quạt qua quạt lại vậy đó, dễ va chạm vào nhau và rất là dễ vỡ. Và thêm một cái ý nữa là bản thân các chất oxy hóa như là thuốc điều trị sốt rét, thuốc Sylvamid, nó cũng trực tiếp gây tổn thương mạng tế bào hồng cầu. Thành ra người bệnh nhân bị thiếu enzyme G6PD mà sử dụng thuốc điều trị sốt rét hoặc điều trị thuốc Sylvamid thì bệnh nhân bị vỡ hồng cầu rất là nhiều. Chứ enzyme thứ hai là enzyme pyruvate kinase. Enzyme này thì dẫn đến tình trạng thiếu ATP, do bởi vì enzyme này nó giúp cho hoạt động của chu trình rét, thành ra dẫn thiếu ATP. Mà thiếu ATP thì các em biết rồi, hồng cầu nó sẽ thấm dòng natri, thấm dòng natri rồi nó kéo theo nước và nó dễ gây vỡ hồng cầu. Và chúng ta học ở trong cái phần là bệnh hồng cầu hình cầu. Rồi thứ máu tán huyết với yếu tố ngoài hồng cầu thì chúng ta có tác động là do nhiễm độc, do nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn, hoặc là yếu tố cơ học. Ngoài ra chúng ta còn do tác động của kháng thể, ví dụ từ bên ngoài đưa vào, hay là cơ thể tự sinh. Bây giờ thầy lấy ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân chúng ta bị nhóm, bệnh nhân chúng ta có nhóm máu A, nhưng mà giờ điều dưỡng chúng ta lại lấy nhầm chai máu trị cho bệnh nhân là chai máu AB, thì như vậy lúc này sẽ gây tình trạng vỡ hồng cầu. Thầy hỏi các em là vỡ hồng cầu của người cho hay là vỡ hồng cầu người nhận các em? Vỡ hồng cầu người cho hay là vỡ hồng cầu của người nhận? Em nào biết trả lời giùm thầy đi.
Vẫn cầu nguyện cho ai? Vẫn cầu nguyện nhận nè. Lớp trưởng. Dạ thầy nói lại cái nhóm máu, thầy nói nhanh quá em chưa nghe kịp. Bệnh nhân có nhóm máu A mà điều dưỡng truyền cho bệnh nhân chai máu bịch máu AB thì như vậy vẫn cầu người cho vẫn cầu người nhận. Dạ là dạ vỡ hồng cầu của người cho. Vẫn cầu người cho. Tại sao? Chính xác rồi đó, chính xác, vẫn Dạ cầu người cho. tại vì máu A thì có kháng thể anti B Đúng rồi, cho nên đúng. là còn máu AB thì có cả kháng nguyên của A và B, cho nên là nếu như mà truyền máu AB vô cho người của máu A thì kháng thể anti B nó sẽ bắt lên cái kháng nguyên B của cái người người cho là máu AB, cho nên là sẽ làm vỡ hồng cầu. Kháng thể kháng B nó sẽ gắn lên kháng nguyên A, kháng thể kháng kháng B nó gắn lên kháng nguyên B nằm trên mạng tế bào hồng cầu. Và nó gây vỡ hồng hồng cầu theo cơ chế hoạt hóa bổ bổ thể. Các em sau này hoạt cơ chế hoạt hóa bổ thể như thế nào thì cô Long sẽ trình bày các em. Đúng rồi đó, chính xác. Vì cái chỗ mà vỡ cầu người cho, hồng cầu người cho vào nhiều chừng nào thì kháng thể tấn công nhiều chừng nấy và vỡ cầu nhiều chừng nấy. Mà cái biết rồi, khi vỡ hồng cầu như vậy nó sẽ phóng thích các thành phần trong hồng cầu ra ngoài, mà trong tế bào thì luôn luôn có chứa rất nhiều ion kali. Vì hồng cầu vỡ càng nhiều thì ion kali phóng ra càng nhiều, mà kali phóng ra càng nhiều thì nó dẫn đến hiện tượng rung cơ, rung nhĩ. Các em, ion kali càng nhiều nó tác động lên cơ tim gây rung nhĩ, rung nhĩ sau đó chuyển sang rung thất và tử tử vong rất là nhanh đó. Do đó chúng ta gọi đây hiện tượng phản ứng truyền truyền máu, hay chúng ta còn gọi là sốc truyền nhầm nhóm. Nhóm máu diễn ra cực kỳ nhanh các em. Nó thành ra khi mà có phản ứng truyền máu xảy ra liền thì điều dưỡng tắt ngay chai máu. Và chúng ta thực tập rồi, chúng ta cũng biết rồi, tắt liền chai máu để cho hồng cầu của người cho không có vào nữa. Mà càng không vào thì hiện tượng vỡ cầu sẽ càng giảm đi. Đặc điểm chung của thiếu máu tán huyết là thiếu máu đẳng sắc và đẳng bào. Ở đây các em thấy có chữ đẳng sắc đây. Là thiếu máu đẳng, đẳng sắc. Chúng ta có thiếu máu đẳng sắc ở trong trường hợp thiếu máu xuất huyết cấp, nhưng ta lại có thiếu máu đẳng sắc ở trong trường hợp thiếu máu tán huyết cấp tính này. Rồi kèm theo tủy xương tăng sinh với nhiều hồng cầu lứa, nhiều nguyên cầu ua axit và đa sắc. Tiểu hemoglobin, bilirubin tự do trong máu tăng, vàng da nhẹ và sắc huyết thanh tăng lên. Tại sao lúc này lại có thiếu máu đẳng sắc em? Tại sao có thiếu máu đẳng sắc ở trong trường hợp này? Em nào biết? Chúng ta trở lại công thức MCH. MCH thì bằng hemoglobin chia cho hồng cầu nhân cho 10 bằng 2732 picogram. Mà khi một hồng cầu bị vỡ, nhiều hồng cầu bị vỡ thì mẫu số sẽ giảm liền. Giống như thầy trình bày kèm nãy đó, trong thiếu máu xuất huyết cấp tính. Mà khi một hồng cầu bị vỡ như vậy thì nó làm cho một lượng hemoglobin cũng thoát vào trong lòng mạch. Do đó càng mất nhiều hồng cầu thì càng mất nhiều lượng hemoglobin tương ứng với số lượng cầu đó. Do đó tử số cũng giảm mà mẫu số cũng cũng giảm. Hai cái giảm này đều song hành, do đó chúng ta chia ra không thay đổi, tức là tạo ra thiếu máu đẳng đẳng sắc em. Rồi sang thiếu máu do giảm sản sinh hồng cầu ở tủy xương thì chúng ta có suy giảm về số lượng và suy giảm về chất lượng. Và suy giảm về số lượng thì chúng ta có đặc điểm là thiếu máu đẳng sắc, số lượng hồng cầu giảm, hồng cầu lứa giảm, tủy nghèo tế bào. Và chúng ta gặp trong suy tủy giảm 3 dòng hay suy tủy chỉ giảm một dòng hồng cầu mà thôi. Ở đây chúng ta lại gặp thiếu máu đẳng sắc. Như vậy chúng ta có ba thiếu máu đẳng sắc: một thiếu máu đẳng sắc trong xuất huyết cấp, hai thiếu máu đẳng sắc trong tán huyết cấp và ba thiếu máu đẳng sắc trong suy tủy nói chung, hoặc là giảm ba dòng hồng cầu giảm, bạch cầu giảm, tiểu cầu giảm, hoặc là chỉ giảm một dòng hồng cầu mà thôi. Đó thì nguyên nhân chúng ta gặp do cốt quá tủy xương, di căn quá tính hay là ngộ độc thuốc và quá chất. Tại sao bây giờ lại là thiếu máu đẳng sắc em?
Thì em biết rồi, là người, cái người con người chúng ta thì ăn một cách rất bình thường, ăn nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy, nhưng mà em biết ngày nay thức ăn chúng ta nhiễm độc rất là dữ, mà khi nhiễm độc rất là dữ như vậy thì lấy ví dụ như em ăn thực phẩm mà nhiễm độc, ăn kéo dài nhiều nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì đến một lúc nào đó các chất độc đó, các hóa chất đó nó tác động vào tủy chúng ta, nó gây suy tủy. Thì thầy lấy ví dụ như trước 8 giờ sáng hôm nay thì cái tủy của người bác sĩ mà ăn nhiều chất độc đó là sản sinh hồng cầu trước 8 giờ sáng là 4 triệu tế bào trong 1 mét khối. Nhưng ngay đúng lúc 8 giờ sáng nó suy ngay đột ngột, lúc đó nó sinh ra hồng cầu chỉ còn có 2 triệu tế bào hồng cầu trong 1 mét khối máu thôi. Thì nó giảm đi phân nửa, nó giảm đột ngột phân nửa, người bác sĩ đang khám bệnh lúc 8 giờ xỉu cái bệnh rồi. Đem vô bạn bè đưa vô, sinh viên đưa vô trong phòng hành chánh, bác sĩ bạn khám thì mới thấy rằng da niêm nhợt nhạt, niêm mạc mắt nhợt nhạt, lấy máu đi xét nghiệm thì kết quả thu được hồng cầu giảm, bạch cầu giảm và tiểu cầu cũng cũng giảm, kết luận là suy tủy. Thì như vậy ngay cái thời điểm 8 giờ sáng đó là lúc mà tủy xương chúng ta nó suy đột ngột luôn, mà nó suy luôn đó, thành ra nó không còn đủ khả năng sản sinh hồng cầu 4 triệu nữa mà chỉ xương đương 2 triệu thôi. Trong khi đó thì người bác sĩ này ăn uống vẫn bình thường, ăn uống rất nhiều nữa, thành ra cái nguồn mà cái cung cấp tổng hợp hemoglobin vẫn bình thường, rất là tốt. Nhưng mà ngay thời điểm 8 giờ sáng trở đi thì tủy xương nó chỉ sinh được 2 triệu tế bào hồng cầu, vì vậy nó chỉ lấy cái lượng cái nguồn hemoglobin tổng hợp hemoglobin tương ứng đối với 2 triệu tế bào hồng cầu mà thôi, còn phần dư thừa coi như nó không cần tới, cứ để đó, bỏ đó đi đó. Thành ra tử số hemoglobin đáp ứng đủ cho mẫu số đang giảm 2 triệu đó, thành ra chia nhau ra thì nó vẫn đảm bảo nằm trong giới hạn 27 đến 32 picogram đó, thành ra vẫn tính là thiếu máu đẳng đẳng sắc em. Rồi suy giảm về chất lượng, vì suy giảm về chất lượng thì chúng ta có giảm tổng hợp hemoglobin và giảm tổng hợp ADN. Đối với giảm tổng hợp hemoglobin thì nguyên nhân nó có thiếu nội tiết, thiếu sắt và nhân bột và đinh, cũng giống như trong trường hợp chúng ta gặp bệnh nhân thiếu máu xuất huyết mãn vậy, thì thiếu nguồn nguyên liệu. Và cơ chế là do tổng hợp hemoglobin giảm nhưng phân bào vẫn bình thường, nó thể làm cho hồng cầu chúng ta nhỏ và gây ra thiếu máu nhiều sắt, mà chúng ta tìm hiểu về cơ chế nằm trong thiếu máu xuất huyết mãn rồi. Trường hợp thứ hai là giảm tổng hợp ADN. Giảm tổng hợp ADN nguyên nhân và cơ chế thì về nguyên nhân là do thiếu B12, thiếu axit folic, thiếu rất nhiều axit amin khác để hỗ trợ trong quá trình sinh tổng hợp hồng cầu, dẫn đến số lần phân bào giảm, tạo hồng cầu khổng lồ và thiếu máu u sắt. Nó có nghĩa là cơ thể người này do ăn uống kém, thiếu protein kém, mà thiếu các vitamin và các axit amin, thì cuối cùng cái quá trình phân bào từ tiền nguyên hồng cầu thay vì phân bào dài tới hồng cầu lưới, bây giờ nó phân bào giữa chừng thôi, phân bào tới nguyên cầu đa sắc, hết xi quách. Hết xi quách thì nó đẩy ra máu ngoại vi luôn. Lúc này mà hồng cầu càng non chừng nào thì càng to chừng nấy, thành ra hồng cầu non lại ngưng phân bào đẩy ra máu ngoại vi, vô đó hồng cầu cái kích thước rất là to. Mà kích thước to này thì lượng hemoglobin trong hồng cầu cũng rất là nhiều, thành ra tạo ra hồng cầu khổng lồ và tình trạng hemo nhiều, tạo ra thiếu máu u u sắt. Và chúng ta có hai dạng bệnh, một thiếu máu ác tính bị ác mê và thiếu máu giả tính bị ác mê. Và chúng ta hay gặp trên lâm sàng là người sản phụ, người thai phụ mà suy dinh dưỡng, ăn uống kém đó, chúng ta thường gặp ở lâm sàng là thai phụ suy dinh dưỡng kém. Xét nghiệm máu thai phụ này chúng ta thu được hồng cầu khổng lồ và chúng ta có đánh giá tình trạng là thiếu máu u sắt. Những biện pháp thích nghi của cơ thể khi thiếu máu. Khi thiếu máu thì bất kỳ nguyên nhân nào thì cơ thể chúng ta rất là lẹ là co toàn bộ mao mạch ngoại vi lại hết, mà co mạch mao mạch ngoại vi lại để dồn máu về nội tạng thì gọi là phân bố lại máu, và dồn máu về nội tạng thì lại bắt hệ thống tuần hoàn chúng ta hoạt động nhanh lên, tức là tim chúng ta đập mạnh lên, nhanh lên, tống một lượng máu ra nhiều hơn sau khi dồn máu về nội tạng đó, tức là làm tăng cung lượng tim. Mà cung lượng tim này được tăng lên, dòng máu chảy thật nhanh đến tế bào, phải có oxy mới nuôi được tế bào, do đó cần phải có tăng hô hấp. Mà oxy nằm trong tế bào hồng cầu thì lại bị bắt giữ trong hemoglobin, vì vậy mà phải bắt buộc hemoglobin
nhả oxy vào tế bào thật nhanh, tức là làm giảm áp lực của hemoglobin đối với oxy ở tại từng tế bào. Và nói gì thì nói, khi tế bào nó được oxy thảy vào thì bắt buộc nó phải sử dụng thật là nhanh, nó đang đói mà. Và chúng ta rất cần cái số lượng cầu càng nhiều, tức là cần có sự tăng sinh hồng cầu của tủy xương. Các em biết rồi, sau 4, 8, 7, 2 giờ thì tủy xương chúng ta sẽ tăng sinh hồng cầu rất là nhiều. Mặc dù đã huy động toàn lực để mà bù trừ lại như vậy, nhưng người bệnh nhân vẫn không chống chọi lại được hết, bởi vì nguyên nhân thiếu máu vẫn còn. Do đó xuất hiện các triệu chứng như là da niêm nhợt nhạt, nhịp tim nhanh, mạch nhanh, bệnh nhân thở nhanh. Ngoài ra bệnh nhân còn có một số các biểu hiện khác, như là nếu mà thiếu máu trường chuyển kéo dài thì bệnh nhân xuất hiện tiếng thổi tâm thu, thiếu máu, bệnh nhân có run cơ hay là mỏi cơ. Đó là phần sinh lý bệnh hồng cầu. Đối sinh lý bệnh hồng cầu, các em có thắc mắc gì không? Các em có muốn hỏi gì về sinh lý bệnh hồng cầu không? Và nếu không thì thầy trình bày sang sinh bệnh bạch cầu. Các em, sinh lý bệnh bạch cầu là những trạng thái tăng giảm bạch cầu có hồi phục. Chúng ta có hai dạng đó, thứ nhất là tăng giảm bạch cầu hồi phục, và thứ hai là tăng giảm bạch cầu không bao giờ hồi phục, chúng ta gặp trong bệnh ung thư máu. Giờ tôi tìm hiểu, thứ nhất là tăng giảm bạch cầu có hồi phục, và chúng ta đánh giá cái chức năng của bạch cầu thông qua chỉ số chuyển nhân. Và các biết là chỉ số chuyển nhân chúng ta thì bằng công thức phần trăm bạch cầu non chia cho phần trăm bạch cầu già, và bình thường chúng ta thu được dao động từ 0,03 đến 0,08. Nếu mà nhỏ 0,03, nhỏ 0,03 có nghĩa là tử số giảm. Mà tử số giảm có nghĩa là bạch cầu non giảm, mà bạch cầu non giảm tức là hậu duệ để sau này lớn lên chiến đấu nó kém đi. Thành ra lúc này người ta khẳng định rằng tủy xương đáp ứng rất là xấu, nó là khi chỉ số chuyển nhân nhỏ 0,03. Và ngược lại, nếu mà trên 0,08 chúng ta kết luận là tủy đáp ứng tốt trong trường hợp mà có nhiễm trùng này. Tại bình thường khi nhiễm trùng, khi nhiễm trùng nhiễm khuẩn thì tủy xương chúng ta sẽ tăng sinh bạch cầu rất là dữ để mà bù trừ lại lực lượng bạch cầu chiến đấu chết dần đối với tác động của các vi sinh vật xâm nhiễm. Do đó tăng sinh bạch cầu ra để bù trừ lại, để tham gia chiến đấu tốt hơn. Chúng ta sử dụng chỉ số chuyển nhân như vậy các em. Về những trạng thái tăng giảm bạch cầu thì cho các em hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là bệnh viêm ruột thừa mà thầy trình bày các em hồi nãy đó. Như viêm ruột thừa thì chúng ta biết là số lượng bạch cầu chung nó tăng, bạch cầu đa nhân trung tính tỷ lệ phần trăm cũng tăng. Nhưng mà sau khi chúng ta mổ viêm ruột thừa, khoảng 3 đến 5 ngày sau chúng ta xét nghiệm máu lại thì số lượng bạch cầu nó đã trở về bình thường. Thành ra chúng ta gọi là đây là một cái trạng thái tăng bạch cầu có hồi phục. Một ví dụ thứ hai như là trong trường hợp bệnh thương hàn. Bệnh nhân thương hàn vào chúng ta xét nghiệm máu thì số lượng bạch cầu chung nó giảm còn có 4.000 mấy tế bào bạch cầu trong 1 mm khối thôi, nó giảm rất là dữ. Đó. Và khi nó giảm như vậy, chúng ta cùng với một số xét nghiệm thương hàn đặc hiệu ở bằng xét nghiệm miễn dịch, chúng ta phát hiện được đây bệnh thương hàn rồi. Chúng ta điều trị ít nhất là 2 tuần. Mà sau điều trị 2 tuần xong chúng ta xét nghiệm máu lại thì lúc này thấy số lượng bạch cầu toàn bộ trở lại bình thường. Tức là đây là một cái trạng thái giảm bạch cầu có hồi phục. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về từng loại bạch cầu. Ở đây chúng ta đánh giá bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu nhân ái to, và chúng ta không đánh giá bạch cầu đa nhân ái kiềm, bởi vì bạch cầu đa nhân ái kiềm nó sẽ giống như bạch cầu, giống như tế bào mast, là một loại tế bào ở trong nó chứa rất nhiều các bọng chứa histamine và một số hóa chất trung gian khác tham gia trong bệnh lý dị ứng, hay là tham gia trong viêm vân vân, chứ là nó không có liên quan gì với trong chiến đấu chống các vi sinh vật xâm nhiễm, thành ra chúng ta không bàn tới. Bên cạnh trung tính ái toan thì chúng ta tìm hiểu thêm về tế bào bạch cầu lympho và bạch cầu đơn nhân. Về bạch cầu đơn nhân trung tính, nó sẽ tăng trong các trường hợp viêm cấp như là nhiễm trùng gram dương, như là áp xe, viêm ruột thừa, nhiễm trùng huyết, và một số bệnh lý khác như là thấp khớp cấp, viêm đa khớp, nhồi máu cơ tim, viêm thận cấp, viêm giai đoạn đầu của bệnh bạch cầu, chảy máu cấp, tán huyết cấp, nhiễm độc hoặc nhiễm tia xạ liều ít, hút thuốc hoặc là sử dụng cortisone. Và nó giảm trong trường nhiễm trùng gram âm. Tên có một rất là đặc thù là bạch cầu đa nhân trung tính nó tăng trong nhiễm trùng gram dương và nó lại giảm trong nhiễm trùng gram âm, ở điểm đặc thù của nó. Và bên cạnh đó, bạch cầu đa nhân trung tính còn giảm khi nhiễm virus hoặc là suy dinh dưỡng hoặc thiếu B vitamin B12 hoặc thiếu axit folic.
Ở sang bạch cầu đi nhân ái toan, bạch cầu đi nhân ái toan thì nó thường tăng trong các bệnh nhiễm ký sinh trùng. Người ta nhận thấy rằng đây là một điểm đặc trưng nhất của nhiễm ký sinh trùng là khi nhiễm ký sinh trùng thì bạch cầu đi nhân ái toan chúng ta được sự kích hoạt của tế bào lympho TH2 rất là dữ, để kích hoạt nó để sinh ra thật là nhiều để tham gia vào trong chiến đấu chống nhiễm ký sinh trùng. Đó là điểm đặc trưng của bạch cầu nhân ái toan, nó được kích hoạt về số lượng lẫn về hoạt tính của nó. Thứ hai, người ta nhận thấy trong các bệnh cảnh dị ứng nói chung thì bạch cầu đa nhân toan cũng được kích hoạt nhiều, giống như là kích hoạt trong trường hợp nhiễm ký sinh trùng và chúng ta gặp trong các bệnh lý dị ứng như là viêm da hay là bệnh nhân hen phế quản hay là bệnh nhân bị tràm. Và chúng ta còn gặp tăng bạch cầu đa nhân toan trong các bệnh ác tính như là bệnh Hodgkin. Và bạch cầu đa nhân toan sẽ giảm giai đoạn đầu của nhiễm trùng ngũ cấp hay là sau khi dùng acetate và cortisone. Trong giai đoạn đầu của nhiễm trùng ngũ cấp thì các em thấy là bạch cầu ái toan đem ra chiến đấu ào ạt, sáp lá cà quánh, nó chết la liệt, thành ra nó sẽ giảm trong giai đoạn đầu đầu này. Rồi, còn khi chúng ta sử dụng thuốc tiền viêm hoặc là thuốc kháng viêm đó, thì các chất này chống lại ổ viêm, mà chống ổ viêm nó sẽ giảm đi, mà giảm ổ viêm thì cơ thể chúng ta không có kích sinh bạch cầu ra nữa, thành ra số lượng bạch cầu nó sẽ giảm từ từ. Chuyển sang tế bào lympho, tế bào lympho thì các em biết sẽ tăng trong các bệnh nhiễm virus như ho gà, quai bị, sởi, và chúng ta đang nhắc nhiều đến bệnh SARS-CoV-2, đó, coronavirus, và trong các bệnh mãn tính như lao giang mai hay thời kỳ lành bệnh của hồi trùng của nhiễm trùng ngũ cấp. Và đặc biệt là nó sẽ giảm sau khi dùng acid và cortisone, cũng giống như trong trường hợp như nó không chia được ổ viêm đó các em. Rồi chúng ta sang tế bào mono là tế bào bạch cầu đơn nhân hay đại thực bào, nó sẽ tăng trong các bệnh mãn tính như lao giang mai. Điều này không đặc trưng lắm nhưng mà nó rất quan trọng trong thời kỳ lành bệnh của nhiễm trùng ngũ cấp. Và khi nó giảm thì nó lại một điểm đặc trưng nữa là gì, nó giúp chúng ta xác định để mà chúng ta điều trị, đặc biệt trong nhiễm trùng huyết em. Tại vì khi nhiễm trùng huyết em biết rồi, một vi sinh vật nó xâm nhiễm vào cơ thể chúng ta, ví dụ như là nhiễm vi khuẩn thì bắt buộc nó tấn công ở vị trí nào trên cơ thể chúng ta, đường da hoặc đường niêm đó, thì nó sẽ tạo ổ viêm trên cái đoạn đường đó, da hoặc là niêm niêm mạc đó, thì gây viêm ở tại chỗ. Mà khi gây viêm tại chỗ đó thì cơ thể chúng ta sẽ huy động bạch cầu đến tấn công chống lại các vi sinh vật xâm nhiễm này, và chúng ta tạo hàng rào ổ viêm, khu trú ổ viêm lại. Nhưng bây giờ do các con vi khuẩn này có độc lực quá mạnh, nó giết chết các bạch cầu ra tấn công nó, rồi đồng thời nó phá vỡ luôn hàng rào khu trú, tại nó tràn vào trong máu, tại là chúng ta gọi là nhiễm trùng huyết. Và khi nó tràn vào trong máu thì bạch cầu đa nhân ái toan đem ra chiến đấu vẫn không nổi, chịu lại cũng tiêu, rồi bạch cầu trung tính đem ra chiến đấu chịu cũng không nổi cũng tiêu, thành ra cuối cùng còn anh mạnh nhất là đại thực bào ở trong máu chúng ta ra chiến đấu thôi, anh cũng chết dài 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 từ từ hết. Cuối cùng số lượng đại thực bào ở trong máu chúng ta giảm rất là nhiều trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, và nhanh chóng dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong. Vì vậy trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, người bác sĩ chúng ta sau chẩn đoán xong thì điều trị tiên quyết chủ yếu dựa vào cái gì? Lớp học tập, lớp học tập ơi, điều trị nhiễm trùng huyết em dựa vào cái gì là chủ yếu Dạ em nghe thầy ơi. hả? Nghe rồi, như vậy trong nhiễm trùng huyết em điều trị bệnh nhân bằng cái gì là chủ yếu? Lúc này đề kháng của cơ thể đã thất bại rồi, bạch cầu trung tính chết, bạch cầu ái toan chết, chỉ còn một ít đại thực bào thôi, tức là chúng ta sức đề kháng coi như thua rồi, còn vi khuẩn nó đang tràn ngập ở trong máu, vi khuẩn này có độc lực rất là mạnh đó. Như vậy bây giờ bệnh nhân chúng ta vào, chúng ta là bác sĩ, bệnh nhân đang bị nhiễm trùng huyết sốt rất là cao và có nguy cơ nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm trùng và tử vong, thật ra chúng ta điều trị bệnh nhân bằng cái gì là tiên quyết? Bằng kháng sinh. Chính xác, đúng là chúng ta chỉ còn cách cuối cùng là sử dụng thuốc kháng kháng sinh. Rồi sau này các em học sang học sức cấp cứu, học bài sốc nhiễm trùng, các em sẽ thấy rõ hơn kháng sinh chúng ta sử dụng rất là mãnh liệt. Rồi trạng thái thứ hai là tăng giảm bạch cầu không hồi phục, và chúng ta gặp trong bệnh ung thư máu các em. Ở đây nó tăng lên là tăng luôn, nó giảm xuống là giảm luôn, không bao giờ trở lại trạng thái bình thường. Và chúng ta gọi là bệnh bạch cầu hay là bệnh ung thư máu. Đặc điểm của bệnh bạch cầu chúng ta có 3 đặc điểm. Thứ nhất là quá sản. Quá sản là tình trạng tủy xương của chúng ta sản xuất số lượng bạch cầu quá mức bình thường
bình thường dao động khoảng từ 6 ngàn 8 ngàn, có thể hạ xuống thấp nhất là 5 ngàn, có thể cao nhất là 9 ngàn, đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ nó sản sinh cho tới 130 ngàn, 135 ngàn, 140 ngàn, thậm chí hơn nữa trong 1 mm khối máu. Thật ra số lượng rất là nhiều các em, rất là khủng khiếp. Nó thành ra chỉ cần cầm cái phiếu xét nghiệm máu mà chúng ta thấy số lượng bạch cầu tăng cao như vậy, chúng ta đoán ngay liền coi chừng đây là bệnh bạch cầu. Nhưng đôi khi hiện tượng quá sản này nó lại không quá sản về số lượng mà nó quay qua quá sản về chất lượng, thành ra số lượng bạch cầu nó giảm xuống dưới 5.000 tế bào trong 1 mm khối máu. Mà khi nó quá sản về chất lượng này, nó làm cho số lượng bạch cầu giảm như thế này rất dễ nhầm lẫn đối với những trường hợp bệnh nhân bị bệnh nhiễm trùng hay là nhiễm độc mà bạch cầu chết nhiều, ví dụ như thương hàn chẳng hạn. Nó thành ra rất khó chúng ta, như các nhà học họ lại phát hiện ra rằng dù là quá sản về số lượng hay là quá sản về chất lượng thì luôn luôn có sự hiện diện của tế bào non đầu dòng của dòng bạch cầu bị bệnh ung thư máu xuất hiện. Bình thường tế bào non đầu dòng của các dòng bạch cầu không bao giờ có mặt ở máu ngoại vi, bây giờ lại ra máu ngoại vi, thì chúng ta kết luận chộp ngay nó liền và chúng ta kết luận đây là bệnh ung thư máu. Thì lấy ví dụ như đối với mà dòng tủy, tức là bạch cầu đa nhân đó, thì tế bào non đầu dòng của nó là nguyên tủy bào. Thành ra khi đồ thị trong máy huyết học nó chảy ra cho chúng ta thấy xuất hiện của nguyên tế bào, chúng ta kết luận liền đây là bệnh bạch cầu hay là bệnh ung thư máu, đó là quá sản. Mà các tế bào bạch cầu này các em, đây là tế bào bạch cầu bất thường do tủy chúng ta bị bệnh rồi đó, do đó nó tạo ra hình ảnh dị sản, có nghĩa là không có sự song hành giữa nhân và bào tương, hoặc là tạo ra nhân không giống ai, tức là nhân thay vì bình thường nó như vậy đó, bây giờ nhân nó lại là hình đĩa lõm, hay mà nhân nó lại là cái hình hoa thị, nhân là hình vuông, nhân hình lục giác, nhân hình tam giác, vân vân, nó rất là nhiều hình dạng của nhân, đó là gọi là nhân quái, hoặc là nhân đang phân chia trong tủy xương cũng đưa ra máu ngoại vi luôn, chúng ta gọi là nhân nhân chia, đó là hình ảnh của dị sản. Như vậy thì các em biết là các tế bào nó sản sinh bất thường như vậy, do đó các tế bào ung thư nó mất đi cái khả năng chiến đấu chống lại các vi sinh vật. Mà mất đi khả năng chiến đấu chống lại các vi sinh vật thì người bệnh nhân chúng ta rất nhanh chóng rơi vào hội chứng gì các em? Bạch cầu không còn chiến đấu tốt nữa chống lại các vi sinh vật, đặc biệt các con vi khuẩn, thì bệnh nhân chúng ta nhanh chóng rơi vào hội chứng. Hội chứng gì nè? Suy giảm miễn dịch. Sao suy giảm miễn dịch lại vậy? Chưa. Bạch cầu chúng ta nó là các tế bào bạch cầu ung thư, nó không còn sức chiến đấu nổi nữa. Nó thành ra khi chúng ta bị một bệnh lý, ví dụ như viêm họng đi, trên người bệnh nhân bị bệnh bạch cầu, thì người bệnh nhân này nhanh chóng rơi vào hội chứng gì? Bạch cầu thì nó lại làm những bạch cầu bất thường, bạch cầu ung thư không chiến đấu nổi, thành ra cái số lượng bạch cầu còn tồn lại, còn sót lại bạch cầu bình thường rất ít đó, do đó sự chiến đấu chống lại các vi sinh vật nó sẽ giảm, thì các vi sinh vật chiến đấu chống nó giảm thì nó sẽ bành trướng ra là làm cho bệnh nhân bị hội chứng. Dạ, hội chứng nhiễm trùng. Chính xác, hội chứng nhiễm trùng, đúng rồi. Và thêm vào đó nữa là do quá sản dồn lực cho các tế bào bạch cầu ung thư thì tủy xương chúng ta nó quên đi cái nguồn nguyên liệu để mà sản sinh đầy đủ cái lượng hồng cầu và tiểu cầu bình thường, nhiệm vụ của tủy xương bây giờ nó quên đi, nó sản sinh ít hơn, thành ra cuối cùng lượng hồng cầu sản sinh giảm đi, mà lượng cầu dạng sản sinh giảm đi thì dẫn đến hội chứng. Hội chứng gì? Thiếu hồng cầu là hội chứng. Hồi nãy thiếu bạch cầu thì chúng ta có hội chứng nhiễm trùng, bây giờ thiếu hồng cầu là hội chứng gì các em? Mới học xong cái đợt nãy, thiếu hồng cầu hội chứng gì? Thiếu máu. Thiếu máu. Bây giờ thiếu tiểu cầu hội chứng gì? Chảy máu. Chảy máu, chính xác. Đó. Thật ra chúng ta sẽ có ba hội chứng trên lâm sàng: hội chứng nhiễm trùng, hội chứng thiếu máu, hội chứng chảy máu. Bên cạnh đó chúng ta còn có một đặc điểm thứ ba là đặc điểm loãng sản. Bây giờ bạch cầu chúng ta là bạch cầu khùng rồi, các tế bào bạch cầu khùng, do đó mà các em biết là các bạch cầu đa nhân chúng ta, thì hãy lấy ví dụ như ung thư của bạch cầu đa nhân, thì các tế bào bạch cầu đa nhân chúng ta nó không được phép đi vào đường mạch bạch huyết, nhưng bây giờ nó khùng ra không sợ sợ ai cả, nó lang thang chui vào mạch bạch huyết luôn,
mà chú vào mạch bạch huyết, nó sẽ đi theo dòng mạch bạch huyết, nó đến hạch lympho gần nhất và bắt đầu nó chiếm cứ hạch lympho. Nó đến hạch lympho chiếm cứ đó và một mình nó, tế bào ung thư mà, nó sinh làm hai, hai biến quá thành bốn, bốn làm tám, nó sinh sôi nảy nở tại hạch lympho. Nó thành ra cái hiện tượng mà hạch lympho không có sản sinh ra tế bào bạch cầu đa nhân, bây giờ lại sản sinh bạch cầu đa nhân, ta gọi là loạn loạn sản đó kem. Và do nó sản sinh, nó chiếm cứ, nó ở ở các tế bào bạch cầu, ở các hạch lympho quá nhiều, nó làm cho tế bào, làm cho số lượng nó càng lúc càng to ra, càng càng nhiều hơn, số lượng càng nhiều hơn, nó làm cho phì đại các hạch lympho đi. Do đó khi chúng ta khám bệnh nhân bị bệnh bạch cầu thì ở vị trí có hạch, hạch đều to hết kem. Đó là một đặc trưng để chúng ta khám bệnh. Như vậy đối với chẩn đoán bệnh bạch cầu, chúng ta dựa vào ba đặc điểm về tế bào học, đó là quá sản, dị sản và loạn. Loạn sản cùng với ba hội chứng lâm sàng, đó là hội chứng nhiễm trùng, hội chứng thiếu máu và hội chứng chảy chảy máu phối hợp. Các đặc điểm này chúng ta chẩn đoán đây là bệnh bạch cầu hay là bệnh ung thư máu. Sang một vấn đề thứ hai là chúng ta dựa vào việc định tên và xếp loại bệnh để mà bác sĩ chúng ta chẩn đoán xem bệnh ung thư đặt tên như thế nào cho nó chính xác và nó chuẩn theo quy định. Thì chúng ta có dựa vào tổ chức bệnh là bạch cầu dòng tủy, tức là dòng đa nhân, hay là bạch tế bào dòng mono, bạch cầu đơn nhân, hoặc là tế bào dòng lympho. Thì nếu mà ung thư dòng ung thư máu hay là bệnh bạch cầu dòng nào thì cái dòng đó xuất hiện rất nhiều ở trong máu ngoại vi các em. Thì chúng ta có hoặc là bệnh bạch cầu dòng tủy, hay bệnh bạch cầu dòng mono, hay bệnh bạch cầu dòng lympho. Thứ hai, chúng ta dựa vào tiến triển bệnh để xác định bệnh bạch cầu cấp hay bệnh bạch cầu mãn. Chúng ta chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp dựa vào khoảng trống bạch huyết. Thì đồ thị của máy huyết học chạy ra cho chúng ta đồ thị như thế này. Và chúng ta thấy có một cái điểm thấp nó dồn nén vào ở chỗ tủy bào, và chúng ta kéo cái đường biểu diễn lại thì thấy khoảng lõm ở tủy bào, và cái điểm nhấn chỗ tủy bào chúng ta, chỗ này, khoảng trống này chúng ta gọi khoảng trống bạch huyết. Và khi khoảng trống bạch huyết, chúng ta chẩn đoán là bệnh bạch cầu cấp. Và trên cái hình này thì các em thấy tủy bào nó còn có nhiêu đây thôi, thì khi nó bị quá làm hai thì lên được chút xíu hậu tế bào, lên được chút xíu bạch cầu đũa, lên được chút xíu bạch cầu muối. Thành ra cái lực lượng bạch cầu còn bình thường để chiến đấu chống lại sự nhiễm trùng rất là kém kem. Do đó bệnh nhân rất nhanh chóng dễ dàng nhiễm, rơi vào hội chứng nhiễm trùng. Và thứ hai nữa, chúng ta thấy lực lượng tế bào ung thư nguyên tế bào ở máu ngoại vi rất là khủng khiếp, rất là nhiều đó. Thành ra đây là những thằng khùng thôi, nó không làm ăn gì trơn trọi đó, mà còn gây tác hại cho cơ thể chúng ta nữa. Nó thành ra trên cái đồ thị này người ta nhận thấy rằng cái số lượng bạch cầu này nó giảm rất là dữ, và người ta đếm lại thì chỉ dưới 5.000 tế bào bạch cầu trong 1 mm khối máu. Và như vậy sức chiến đấu của các tế bào bạch cầu còn sót lại này, tế bào bình thường còn sót lại này rất là kém. Do đó bệnh nhân nhanh chóng rơi vào hội chứng nhiễm trùng. Bên cạnh đó bệnh nhân còn bị hội chứng thiếu máu, hội chứng chảy máu. Do đó người bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp, cuộc sống họ sẽ rất kết thúc rất nhanh sau khi bùng phát bệnh, trong vòng khoảng 5 tháng thôi kem. Trong vòng 5 tháng bệnh nhân đã tử vong rồi. Và hiện nay chúng ta không có thuốc điều trị bệnh bạch cầu cấp tính. Chuyển sang bệnh bạch cầu mãn tính. Bệnh bạch cầu mãn tính là không có khoảng trống bạch huyết như là trong trường hợp bệnh bạch cầu cấp tính. Đó là điểm đặc thù để chúng ta phân biệt chẩn đoán. Đây là đồ thị máy chạy ra thì chúng ta xác định đây là bệnh bạch cầu, bởi vì nó có sự nguyên tế bào máu ngoại vi đối với dòng bạch cầu dòng tủy, bạch cầu đa nhân đó. Và chúng ta thấy số lượng bạch cầu bình thường nó xen lẫn số lượng bạch cầu ung thư, thì nói chung là số lượng bạch cầu cũng khá nhiều, vì nó còn khá nhiều đó, sức chiến đấu còn tốt, tức là tủy xương còn ưu ái cho nó nhiều đó. Thành ra cuối cùng cuộc đời của những người bệnh nhân này kéo dài khá dài, là khoảng kéo dài không quá 5 năm em, và đặc biệt có thuốc điều trị. Và đồ thị với số lượng bạch cầu tăng nhiều như thế này, và người ta đếm được khoảng dao động khoảng 130-135.000 tế bào trong 1 mm khối máu. Mà mặc dù chúng ta có thuốc điều trị bệnh bạch cầu mãn tính, nhưng mà các em biết rồi, thuốc điều trị là thuốc điều trị, nhưng đã là ung thư máu rồi. Đó, thành ra điều trị cho nhiều bệnh nhân, theo thống kê thì thấy cái tỷ lệ mà bệnh nhân hồi phục 100% rất là hiếm em, rất là hiếm đối với bệnh ung thư máu. Đây là một cái điều rất đau khổ cho người bệnh nhân bị ung thư máu, mặc dù có thuốc điều trị. Thứ ba, chúng ta dựa vào số lượng bạch cầu máu ngoại vi để xác định tăng và giảm, từ đó chúng ta đưa ra cái chẩn đoán. Chẩn đoán chúng ta thấy đây, chẩn đoán là đây là bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy, tức là dòng bạch cầu đa nhân đó,
thể giảm bạch cầu. Và khi chúng ta nhìn vào cái chẩn đoán này, chúng ta biết ngay người bệnh nhân chúng ta tình trạng bệnh lý rất là nặng, dựa vào chữ cấp tính này. Đó, tình trạng rất nặng và bệnh nhân sống không quá 5 tháng. Rồi, chúng ta chuyển sang cái sinh lý bệnh tiếp theo là sinh bệnh của dòng tiểu cầu. Đối với dòng tiểu cầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai phần. Một là thay đổi về số lượng, hai là thay đổi về chất lượng. Về số lượng thì chúng ta có tăng số lượng của tiểu cầu. Theo sinh lý quy định thì chúng ta có tăng số lượng tiểu cầu là khi lớn hơn 400.000 tế bào trong 1 mm khối máu. Và lúc này dễ dàng dẫn đến viêm tắc mạch do đông máu bởi sau khi sự kết hợp với fibrinogen. Còn đối với mà giảm số lượng tiểu cầu thì nó lại khác, nó có bệnh lý khác kèm. Và bệnh lý viêm tắc mạch này lại thường gặp ở các sản phụ sau đẻ khó hoặc bệnh nhân sau cắt lách. Trường hợp giảm số lượng tiểu cầu thì nó sẽ giảm khi nào dưới 150.000 tế bào trong 1 mm khối máu. Mà hiện nay giảm số lượng tiểu cầu thì chúng ta không có đáng ngại lắm, bởi vì chúng ta có thuốc điều trị rất là tốt, và đặc biệt chúng ta có tiểu cầu chai để chúng ta truyền cho bệnh nhân để phục hồi lại số lượng tiểu cầu của bệnh nhân. Nhưng khi mà số lượng tiểu cầu này giảm dưới 50.000 tế bào trên bệnh nhân thì lúc này máu sẽ rất khó đông, cục máu không co, bởi vì người ta nhận thấy rằng thành mao mạch của người bệnh nhân này rất kém co thắt. Mà kém co thắt thì coi như cầm máu rất là dở, mà cầm máu dở như vậy thì nhanh chóng dẫn về dễ dàng dẫn đến xuất huyết dưới da và đi mạc, mặc dù chúng ta đã có truyền tiểu cầu chai rồi. Về nguyên nhân, người ta nhận thấy là người bệnh nhân có xuất hiện các ban xuất huyết giảm tiểu cầu, đông máu nội mạch rải rác do giảm tiểu cầu, hoặc gặp trong bệnh suy tủy, hoặc là bệnh bạch cầu cấp tính, hoặc là bệnh trong các trường hợp nhiễm độc, nhiễm khuẩn nặng, nhiễm phóng xạ, tăng tích chứa tiểu cầu ở lách và kháng thể kháng tiểu cầu. Thật ra chúng ta thấy giảm số lượng tiểu cầu thì chúng ta thấy có một số cái tình huống như vậy. Bây giờ chúng ta thay đổi về chất lượng, số lượng tiểu cầu vẫn bình thường, nó xét nghiệm máu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bình thường, số lượng bình thường rất là tốt, nhưng hình thái lại thay đổi, có nhiều tiểu cầu chưa hoàn chỉnh, nguyên sinh chất có lỗ hổng, có hạt bất thường và cỡ khối không đều. Thành ra tiểu cầu của chúng ta thay đổi về chất lượng như thế này, chưa hoàn chỉnh là nguyên sinh chất lỗ hổng, có hạt bất thường và cỡ khối không đều. Với chất lượng tiểu cầu như thế này thì không đủ khả năng để mà tạo ra cơ chế đông cầm máu. Đó, thành ra không có đông cầm máu được tốt. Vì vậy, nếu chúng ta là bác sĩ cầm con dao mổ đi làm phẫu thuật, hay là chung bác sĩ phẫu thuật nói chung như các chuyên khoa ngoại, chuyên khoa sản, chuyên khoa mắt, chuyên khoa tai mũi họng, vân vân, những chuyên khoa nào cầm tới con dao mổ, thì lúc này nếu chúng ta chỉ có một xét nghiệm công thức máu bình thường thì không bác sĩ nào dám phẫu thuật đâu em. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bình thường thôi, không dám. Bởi vì nó bình thường về số lượng nhưng chất lượng nó chưa chắc đã bình thường. Cho nên bắt buộc chúng ta phải kèm theo một xét nghiệm thứ hai là thời gian máu chảy máu, máu đông thì chúng ta gọi tắt là TS và TC. Đó, để chúng ta khẳng định TC bình thường có nghĩa là chất lượng bình thường. Và lúc này chúng ta xét nghiệm máu, số lượng tiểu cầu bình thường, nhưng thời gian chảy máu của bệnh nhân bị thay đổi về chất lượng kéo rất là dài. Do đó trong trường hợp thay đổi về chất lượng thì test TC nó sẽ có thời gian chảy máu kéo dài ra kem. Và khi mà thấy có TC thay đổi như vậy thì bác sĩ chúng ta không tiến hành phẫu thuật, mà chúng ta phải điều trị cho ổn định về tiểu cầu cho bệnh nhân xong thì chúng ta mới tiến hành phẫu thuật sau. Và nguyên nhân chúng ta thường gặp trong bệnh suy nhược tiểu cầu Langerman, chúng ta gặp trong bệnh rối loạn tính bám dính tiểu cầu, hay là bệnh von Willebrand, và chúng ta gặp trong khí huyết chức năng tiểu cầu do dùng thuốc hoặc là bị bệnh, hoặc là trong những trường hợp trong các giai đoạn cuối của các bệnh lý suy thận mãn, hay là bệnh nhân bị bệnh đoạn cuối, giai đoạn cuối của bệnh lý đái tháo đường có kèm theo tăng ure huyết, nó làm cho chức năng tiểu cầu bệnh nhân bị thay đổi đi. Thì đó là toàn bộ cái rối loạn về cấu tạo máu và thịt trình bày kem kể hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Và câu hỏi bài tập tự học, chúng ta có cơ chế thiếu máu trong sốc chấn thương trên bệnh nhân bị bệnh bạch cầu mãn tính. Thì đối với câu hỏi bài tập tự học này thì các em chú ý dùng thầy. Ở đây chúng ta có bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân bị bệnh bạch cầu mãn tính. Và bệnh bạch cầu mãn tính là cái bệnh có liên quan đến giảm số lượng hồng cầu, tức là bệnh nhân đang bị thiếu máu. Bệnh nhân bị thiếu máu rồi, trên bệnh bạch cầu mãn tính rồi, nhưng bây giờ bệnh nhân lại bị tai nạn giao thông, rơi vào sốc chấn thương thêm cái nữa. Đó, mà khi trong sốc chấn thương thì các em biết rồi, trong sốc chấn thương thì nó có sự rối loạn
huyết động học. Rối loạn huyết động học nó làm cho dòng máu không luân chuyển được tốt, ướt máu hệ tĩnh mạch, nó làm cho máu động mạch lại không có hoặc giảm trầm trọng, do đó thiếu lượng máu động mạch có hồng cầu vận chuyển oxy tới các tế bào, làm cho bệnh nhân thiếu máu dữ dội nữa. Thành ra trên bệnh bạch cầu đã có thiếu máu, trong sốc chấn thương lại càng có thiếu oxy nữa, thành cuối cùng tình trạng thiếu máu trong sốc chấn thương trên bệnh nhân bị bệnh mạch cầu mãn tính càng lúc càng nặng nề hơn. Thầy nói cái ý chính như vậy thì các em diễn giải ra cái phần trả lời của em sau khi các em học nhóm với nhau, các em học tự học với nhau. Thì đó là toàn bộ cái phần trình bày của thầy trong cái bài rối loạn cấu tạo máu. Các em có thắc mắc gì không, các em có cần hỏi gì không trong cái nội dung của cái bài rối loạn cấu tạo máu này? Các em có thắc mắc gì không? Cả hai nhóm có thắc mắc gì không các em? Rồi các em có thắc mắc gì trong cái nội dung thầy trình bày không? Có gì không rõ cần hỏi lại? Dạ thầy ơi, tại sao mà bệnh bạch cầu mãn tính lại gây thiếu máu thầy? Giảng lại cho em. Em nói tại sao? Nó đừng có rõ lại em, tại sao? Dạ tại sao bệnh bạch cầu mãn tính lại gây thiếu máu? Tại sao bệnh bạch cầu mãn tính lại gây thiếu máu? Bệnh bạch cầu mãn tính cũng như bệnh bạch cầu cấp tính, nó hai cái dạng bệnh chung là bệnh bạch. Bạch cầu cấp và mãn chỉ là diễn tiến. Rồi em còn nhớ thầy trình bày xong là chẩn đoán bệnh bạch cầu chúng ta dựa vào cái gì? Ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là gì? Còn nhớ không? Đặc điểm thứ nhất chẩn đoán bệnh bạch cầu là gì các em? Em có nhớ quá không? Sản. À, là quá quá sản, chính xác. Thứ hai, dị sản và loạn sản. Thứ ba loạn sản, và ba hội chứng lâm sàng là nhà nhiễm trùng, thiếu máu với chảy máu. Thiếu máu và chảy máu. Đó thì câu hỏi của em đặt ra là tại sao bệnh bạch cầu mãn dẫn đến thiếu máu? Bệnh bạch cầu cấp cũng thiếu máu sao bạch cầu mãn không em? Đó, thì nãy thầy trình bày rồi, là do tủy xương chúng ta bị bệnh, mà tủy xương nó bị bệnh thì nó lại dành toàn lực nó sản sinh cho tế bào bạch cầu thôi, nguyên liệu dồn hết cho tế bào bạch cầu, nó tạo ra số lượng bạch cầu tăng lên hoặc tạo ra chất lượng bạch cầu thay đổi, nó thành ra cái nguồn nguyên liệu để sản sinh ra tế bào hồng cầu và tế bào tiểu cầu sẽ giảm, do đó cái số lượng cầu được sinh ra từ tủy xương trong bệnh ung thư máu nó giảm, kể cả bệnh bạch cầu cấp tính lẫn bệnh bạch cầu mãn tính, thì cơ chế là như vậy các em. Rồi em đồng ý không? Có được chưa hay cần hỏi gì thêm? Rồi em cảm ơn. Ừ, còn hỏi gì nữa không? Có chỗ nào chưa rõ thì cứ hỏi các em. Chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi. Rồi nếu các em không có thắc mắc gì thêm nữa thì thầy sẽ kết thúc buổi trình bày hôm nay. Rồi thầy xin chào các em. Dạ chào thầy. Rồi thì xin chào nhóm này. Rồi.